Như mọi người hay nói, củ hủ dừa thì làm được rất là nhiều món, mà món nào cũng ngon hết. Mà không thể thiếu đó là món gỏi nha. Hôm nay Hùng sẽ làm món gỏi gà củ hủ dừa. Đầu tiên á, mình sẽ đi luộc gà nha, với xả, gừng, lá chanh cho nó thơm ha. Trong lúc chờ gà chín á, thì mình sẽ đi sắt cái phần dưa leo nè và phần cà rốt mình ngâm vào cái thao nước đá nha các bạn. Đó, mình sắc mộng mộng nhỏ nhỏ như thế này nè. Sau khi sắc cà rốt xong thì gà của mình đã chín rồi nè. Bây giờ mình sẽ vớt thịt gà ra và mình xé nhỏ ra ngang. Và đây là cái phần cổ hủ dừa đã được ngâm giấm chua ngọt sẵn rồi. Bây giờ vớt ra để ráo. Tiếp theo cái phần nước trộn gỏi gồm có nước mắm, nước tắc, đường, tỏi ớt, tương ớt, khuấy đều cho nó tan ra hết. Bây giờ thì tất cả các nguyên liệu các bạn cho vào thao nha và rưới cái phần nước trộn gỏi vào, mình trộn đều lên cho nó ngấm. Bước cuối cùng để tăng hương vị cho món gỏi thì các bạn sẽ cho vào đó thêm rau răm, đậu phộng, một tí hành phi nha, trộn đều lên. Đó, như vậy là cái món gỏi của hủ dừa xong rồi mà cái món gỏi này á là đặc sản của miền nam hay sao á chứ hùng ga miền trung miền bắc ít thấy món này lắm